Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Tôi chấm muối các bạn. Bây giờ mình sẽ uống thử như thế nào. Ôi vị thơm ngon lắm các bạn ơi. Thêm nữa mình cảm giác rất là thơm cổ các bạn, rất là ngon. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm tắc ngâm đường hoặc là hạnh ngâm đường nha các bạn. Mình ở miền Trung thì cái trái này gọi là trái tắc. Khi mình vào thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi một số nơi thì họ cũng gọi là trái tắc. Tuy nhiên mình khi mình đi xuống ở dưới miền Tây các bạn, một số tỉnh họ kêu trái này là trái hạnh. Thì dù tắc ngâm đường hoặc là hạnh ngâm đường thì cũng rất là công dụng của tắc ngâm đường hoặc là hạnh ngâm đường. Đầu tiên nó là gia nhiệt cơ thể các bạn. Thứ hai nữa là trị ho rất hay. Và cái ba nữa, đây là một cái loại nước giải khát rất thơm ngon các bạn. Thì thành phần nguyên liệu của chúng ta gồm có, đây là 1 kg tắc hoặc là 1 kg hạnh nha các bạn. Đây là 1 chén đường. Mình sử dụng đường vàng các bạn. Khi mình sử dụng đường vàng thì cái trái tắc của chúng ta nó sẽ có màu vàng vàng đẹp hơn các bạn. Và đây mình sẽ có nửa chén muối. Bắt đầu mình sẽ chế nguyên liệu các bạn. Đầu tiên mình chuẩn bị một cái thau nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây là muối nha các bạn. Rồi mình khuấy cái hỗn hợp này lên. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cắt các bạn. Các bạn cắt vào cuốn. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chế cái ở dưới đít của trái tắc các bạn. Mình sẽ chế làm 4 các bạn để cho nó sẽ thấm nhanh hơn. Đó, mình sẽ chế như thế này. Rồi sau khi tắt mà chúng ta đã cắt xong rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem rửa cho thật sạch. Rồi sau khi chúng ta đã rửa sạch rồi các bạn xem rất là ngon, rất là thơm ngon luôn các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ ngâm tắt với đường nha các bạn. Chúng ta sẽ cho vào đây nửa chén muối các bạn. Toàn bộ chén đường các bạn. Rồi tắc ngâm đường của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ đem cái hũ tắc ngâm đường này các bạn để ra ngoài nắng nha các bạn. Trong vòng 1 tuần là chúng ta có thể sử dụng được. Trong vòng 1 tuần thì cái màu xanh của trái tắc nó sẽ chuyển sang màu vàng. Và nó càng ngày vàng vàng nó càng đậm hơn nha các bạn. Lúc đó sẽ rất là ngon. Các bạn chú ý là không được để trong tối.
trong nhà. Nếu các bạn để trong tối trong nhà, thứ nhất là tắc của chúng ta nó sẽ nhanh hư, và thứ hai nữa trái tắc của chúng ta nó sẽ không có màu vàng đẹp nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đậy nắp lại các bạn. Giờ mình đem đi phơi nắng rồi các bạn ơi. Hũ tắc ngâm đã được 1 tháng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem mà. Wow, rất là màu, rất là vàng, rất là ngon các bạn. Đó, 1 tháng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở nắp cho các bạn xem nha các bạn. Wow, cực kỳ thơm các bạn ơi. Thơm lắm luôn. Đó. Nhìn màu vàng ươm rất là đẹp các bạn. Rất là ngon đúng không? Thơm lắm luôn các bạn. Các bạn mà bị viêm họng các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái tắc này rất là hay. Và bây giờ mình sẽ cho ra chén xem thử nha các bạn. Cho tắc này các bạn. Ngậm thử một trái như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ uống thử như thế nào các bạn. Ôi vị thơm ngon lắm các bạn ơi. Tắc ngâm, hạnh ngâm rất là ngon. Đó, các bạn nhìn cái màu vàng rất là ngon ạ. Thêm nữa mình cảm giác rất là thông cổ các bạn, rất là ngon. Clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.